Năm 2012, ở trận bán kết lượt đi, Barca đã để thua Chelsea trên đất Anh và tại trận bán kết lượt về, Barca đang dẫn trước Chelsea tại Camp Nou trước khi Messi được trao cho cơ hội lập công trên chấm 11m. Thế nhưng trong thời khắc quyết định, định mệnh đã xui khiến trái bóng từ chân của Messi căm thẳng vào xà ngang mà không bay vào lưới. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Nói về những quả penalty là nói về ranh giới giữa những người hùng và tội đồ. Nếu thực hiện thành công, cầu thủ có thể được tung hô lên đến tận mây xanh. Nhưng nếu thất bại, nó có thể ám ảnh suốt sự nghiệp thi đấu của họ. Vì thế, hãy cùng chúng tôi theo dõi lại những tình huống phạt đền hỏng ăn đáng nhớ nhất từ trước tới nay. Chelsea lẽ ra đã không phải chờ tới năm 2012 mới có thể có được chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử nếu như John Terry thành công trong lượt sút của mình. Giữa cơn mưa tầm tã của thủ đô Moscow, một cú trượt của người đội trưởng Can Trường đã đá bay chiếc cúp bạc danh giá của đội bóng London. Sau cú trượt chân lịch sử này, cả Chelsea và cá nhân Terry dường như đã đổ sụp để rồi họ nhận thất bại chung cuộc trong loạt đấu súng và nhìn Manchester United nâng cao chiếc cúp vô địch. Cho tới tận giờ, rất ít người nhớ khung cảnh chiến thắng của Brazil tại World Cup 1994. Nhưng không một ai có thể quên hình ảnh Bazzo hai tay chống hông, cúi đầu bất lực dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè nước Mỹ. Từ người hùng gánh cả đội vào chung kết, Bazzo giờ trở thành tội đồ của cả đất nước Italy. Cú sút penalty lên trời của huyền thoại với mái tóc đuôi ngựa là điều không nhiều người tưởng tượng ra khi Bazzo là chuyên gia đá phạt đền hàng đầu tại Serie A. Dù đã mất đi đội trưởng Zidane vì tấm thẻ đỏ trực tiếp, cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả Pháp và Ý khi cả hai đội bước vào loạt luân lưu. Nếu như Italia đã thực hiện thành công cả 5 quả phạt đền, thì ngay từ lượt sút thứ hai, Trezeguet đã đưa bóng lên xà ngang khung thành. Dù tiền đạo người Pháp đã đánh lừa được người đồng đội Buffon, nhưng một lần nữa cầu thủ mang áo số 20 lại không có duyên với những loạt penalty cân não. Trong số 12 quả penalty mà Riyad Mahrez thực hiện tại ngoại hạng Anh, cầu thủ này bỏ lỡ tới 5 quả và đáng buồn cho những cổ động viên Man City khi tiền vệ người Algeria lại thực hiện nó không thành công trong trận đấu với Liverpool. Cú sút của Mahrez là quá thiếu chính xác khi nó đưa bóng bay lên tận khán đài, dù cho thủ môn Alisson đã đổ người sai hướng. Tình huống này cũng khiến cho The Citizen chưa thể phá dớp không thắng trước The Cop. Tại Euro 2004 diễn ra ở Bồ Đào Nha, thủ thành Ricardo của đội nhà đã trở thành nỗi kinh hoàng của người Anh. Đáng chú ý khi thủ môn này lại dùng tay không để cản phá thành công cú sút sấm sét của Vessen. Cú sút của cầu thủ trẻ bên phía tam sư có lực rất căng nhưng không cần dùng đến găng tay như các thủ môn khác. Ricardo vẫn chiến thắng trước cú sút này. Câu chuyện cổ tích của Chelsea với huấn luyện viên tạm quyền Roberto Di Matteo tại Champions League mùa giải 2012 có lẽ sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu như Adrian Robben thành công với cú sút penalty của mình ở hiệp phụ.
bước lên chấm 11m đầy tự tin với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Nhưng tiền vệ người Hà Lan lại tung ra một cú sút khá hiền. Cũng phải nói phản xạ của Peter Cech trong tình huống này là rất xuất sắc và giúp Chelsea giữ được tỷ số hòa sau 120 phút thi đấu. Gonzalo Higuain đã từng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để giúp Argentina vô địch World Cup 2014. Và thêm một lần nữa, cựu tiền đạo Real Madrid lại khiến Messi chưa thể có danh hiệu đầu tiên với đội tuyển quốc gia. Sau pha lấy đà khá xa, Higuain tung ra cú sút penalty không thể tệ hại hơn khi đưa bóng bay thẳng lên trời một cách khó hiểu. Messi có lẽ cũng không thể thất vọng hơn với màn trình diễn của người đồng đội. Không quá lời khi nói rằng đây là cú sút phạt đền tệ nhất trong lịch sử các kỳ Euro. Trước khi tung cú sút, Simone Zaza đã có màn chạy đà khiến cho nhiều cổ động viên ngứa mắt, để rồi anh chàng này tung ra một cú sút bắn chim. Trớ trêu thay, Zaza được huấn luyện viên Antonio Conte cho vào sân ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai nhằm mục đích duy nhất đá penalty. Có lẽ đằng sau khung thành là khán đài Italia nên cựu tiền đạo Juventus muốn tặng người hâm mộ đội nhà quả bóng làm quà lưu niệm trắng. Trong số các thủ môn mà Cristiano Ronaldo từng đối đầu, có lẽ cái tên mà siêu sao này dè chừng nhất chính là Manuel Neuer. Thủ thành người Đức đã không ít lần khiến CR7 nhận trái đắng và tình huống trượt pen này là một ví dụ. Dù là một chuyên gia phạt đền và cực kỳ tự tin khi bước lên chấm 11m, Ronaldo vẫn không thể đánh bại được Neuer. Thủ thành bên phía Bayern đã có pha đổ người không thể xuất sắc hơn và dễ dàng ôm gọn trái bóng từ chân của siêu sao người Bồ Đào Nha. Dấu ấn đậm nét nhất của Luis Suarez tại các kỳ World Cup chính là tình huống này chứ không phải là các pha lập công của anh. Tiền đạo Atletico Madrid đã dùng tay để cản phá một bàn thua 10-10 cho Uruguay. Mặc dù khiến đội nhà bị thổi phạt đền và phải nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng cú sút phạt đền sau đó của Gian đã đưa bóng chạm xà ngang. Chính điều này đã giúp Uruguay giành chiến thắng chung cuộc trước Ghana tại vòng tứ kết năm đó. Dù vinh quang hay tội đồ thì những loạt đấu súng ở khoảng cách 11m đã trở thành một phần của bóng đá. Nó thực sự đã đem đến cho người hâm mộ biết bao cảm xúc không thể nào quên. Và để xem thêm nhiều video thú vị như thế này nữa, hãy like, share và subscribe cho kênh. Hãy tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.